Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tập Cận Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư của Trung Cộng đang bị kêu gọi từ chức vì xử lý tệ hại khủng hoảng. Đài truyền hình Sun TV tại Hồng Kông cho biết các Thái tử đỏ đề nghị lập ra một nhóm lãnh đạo khẩn cấp do Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn hoặc Uông Dương, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị đứng đầu. Sự kiện một thông tin như vậy xuất hiện cho thấy đang có dấu hiệu đấu đá dữ dội trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo tác giả Jaya Deva Rande, giám đốc của Trung tâm Phân tích Chiến lược Trung Quốc trên tờ Chibun, ông Tập Cận Bình đang bị những người chỉ trích đòi hỏi từ chức do đã xử lý một cách tệ hại dịch virus corona Vũ Hán. Nhưng các bạn cũng biết rằng với một chế độ độc tài toàn trị giống như Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập Cận Bình không dễ dàng gì để từ chức, trừ trường hợp có một đối thủ nào đó đứng lên làm một cuộc lật đổ thì mới có thể cho ông Tập Cận Bình dừng quyền lực vào lúc này. Những biểu hiện bất mãn vốn hiếm thấy ở Trung Quốc vì nguy cơ bị trừng phạt đang ngày càng tăng lên, gây áp lực lớn đối với ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản của Trung Quốc. Sự phẫn nộ đang lan rộng công dân Trung Quốc trước tình trạng thiếu minh bạch, giấu giếm thông tin khi nạn dịch virus Vũ Hán nổ ra và đã thổi bùng sự bất mãn ngấm ngầm lâu nay khi mà Tập Cận Bình xóa bỏ giới hạn không được tại vị quá 2 nhiệm kỳ. Trong đại hội đảng lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2017, cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, bệnh viện Vũ Hán càng làm cho người dân thêm giận dữ. Một số nhân vật nổi tiếng, kể cả quan chức của Đảng Cộng sản và đảng viên bình thường, và một số ít nhất một số cựu thành viên trong số 350 ủy viên trung ương đầy quyền lực đã thẳng thừng đả kích Tập Cận Bình và chính sách của Hoàng đế đỏ. Các chỉ trích nhắm vào việc đảng ngày càng tăng cường kiểm soát và tập trung quyền lực. Việc siết chặt giám sát thể hiện qua ngân sách an ninh hàng năm đều tăng lên kể từ năm 2013, trùng hợp với thời điểm mà Tập Cận Bình lên làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, việc theo dõi người dân trở nên phổ biến thông qua hệ thống camera giám sát, công nghệ nhận diện và trí tuệ nhân tạo. Sự vắng mặt khó hiểu của Tập Cận Bình từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2020, lúc dịch bệnh hoành hành. Trong khi lâu nay, ông luôn xuất hiện trong các trang nhất của các tờ báo cũng như đài truyền hình của nhà nước, cũng gây ra luồng ý kiến bất lợi cho ông Tập Cận Bình. Phải chăng ông đã trốn dịch? Vào ngày 22 tháng 3 và trước đó là ngày 23 tháng 2, ông Triệu Sĩ Lâm, giáo sư về hưu của Trường Đại học Dân tộc Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng đã gửi hai lá thư cho ông Tập Cận Bình. Cả hai đều mang giọng điệu đả kích và một cách kịch liệt. Trong thư đề ngày 23 tháng 2, Triệu Sĩ Lâm khẳng định Trung Quốc đã bỏ lỡ thời gian vàng và vào dịp Tết khiến cho nạn dịch tràn lan vô cùng dữ dội. Ông nhận định cái giá phải trả là khủng khiếp và đau thương không kể xiết. Nhắc lại lời của Tập Cận Bình, cuộc chiến chống virus Vũ Hán là thử nghiệm lớn lao về khả năng của hệ thống điều hành đất nước. Vị giáo sư này thẳng thừng tuyên bố, rất tiếc là tôi phải nói rằng tỷ số của đồng chí đã đến nay chỉ còn bằng 0. Giáo sư Triệu đã chỉ ra 5 yếu tố, trong đó có việc siết chặt an ninh, bảo đảm hình ảnh ưu việt của đảng, tập trung mọi quyền hành vào tay của một người. Tình trạng này ngăn trở các cán bộ đảng và viên chức thực hiện phần việc của mình. Phát huy sáng kiến tuyên bố những người trong và ngoài hệ thống đều kêu gọi cải cách chính trị. Ông Triệu Sĩ Lâm nhấn mạnh cần bao gồm việc áp dụng những giá trị xã hội cốt lõi, tự do dân chủ bình đẳng, pháp quyền, bảo đảm các quyền chính trị của công dân như tự do ngôn luận. Trong lá thư thứ hai ngày 2 tháng 3, ông tái khẳng định trong một xã hội lành mạnh cần phải có nhiều hơn là một tiếng nói để đòi hỏi sự tự do ngôn luận. Nhiều người khác cũng đã đăng những bài viết chỉ trích khiến cho một số nguy cơ bị đàn áp. Ông Hứa Chí Vĩnh, cựu giáo sư Trường Đại học Bưu điện và Viễn thông Bắc Kinh, kêu gọi ông Tập Cận Bình từ chức vì không có khả năng xử lý những cuộc khủng hoảng lớn. Giáo sư gọi tư tưởng chính trị của Tập Cận Bình là rối rắm, mô hình cai trị lỗi thời. Tuyên bố ông Tập đã làm Trung Quốc suy sụp với những biện pháp quá lố nhằm duy trì ổn định xã hội của ông ta. Hứa Chí Vĩnh kết luận, tôi không nghĩ rằng ông là người độc ác, ông chỉ không mấy thông minh mà thôi. Vì lợi ích cộng đồng, một lần nữa tôi yêu cầu ông hãy từ chức đi, ông Tập Cận Bình ạ. Tiểu luận của giáo sư Hứa Trường Nhuận
trường đại học Thanh Hoa mang tên Những người phẫn nộ không còn sự sợ hãi nữa được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu cáo buộc các nhà lãnh đạo và đặc biệt là ông Tập Cận Bình đã xa rời nhu cầu khẩn thiết của người dân muốn duy trì vĩnh viễn sự cai trị của một nhóm nhỏ lãnh đạo và lao vào chủ nghĩa khủng bố dữ liệu. Giáo sư tố cáo việc bóp nghẹt các tranh luận công khai và truyền thông xã hội, cơ chế cảnh báo sớm đã tồn tại ban đầu, đổ lỗi cho chính quyền Hồ Bắc. Bài viết đánh giá Tập Cận Bình là bạo chúa chính trị và khẳng định cuối cùng vầng Thái Dương cũng sẽ đến trên mảnh đất tự do này. Cơn phẫn nộ của cư dân Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc và tâm dịch đương nhiên nổ ra khi dịch bệnh hoành hành. Khi Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đến Vũ Hán hôm 14 tháng 2, họ đã phản đối việc nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc hủy bỏ tự do ngôn luận và giấu giếm thông tin. Cư dân hô lớn đừng tin họ, họ toàn nói láo. Các nhà lãnh đạo của Trung Cộng nhận ra những chỉ trích liên tục này để xoa dịu cơn giận của người dân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Tập Cận Bình làm chủ tịch điều tra về vụ trấn áp bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã đưa ra cảnh báo và bị công an bắt giữ, sau đó chết vì virus Vũ Hán hôm 19 tháng 3. Báo cáo rằng công an và an ninh Vũ Hán đã rút lại biện pháp trừng phạt, xin lỗi gia đình vị bác sĩ trẻ và kỷ luật hai công an viên. Dấu hiệu cho thấy quy mô bất bình trong dân chúng hiện rõ vào tuần trước với thông tin các thái tử đỏ kêu gọi họp khẩn để thảo luận về việc thay thế ông Tập Cận Bình. Đài truyền hình Sun TV có trụ sở ở Hồng Kông chuyên tập trung vào giới tinh hoa của Trung Quốc và cộng đồng người Hoa cho biết các thái tử đỏ đề nghị lập ra nhóm lãnh đạo khẩn cấp do Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn hoặc Uông Dương, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị đứng đầu. Sự kiện được một số thông tin như vậy xuất hiện cho thấy đang có dấu hiệu đấu đá dữ dội trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Căng thẳng Mỹ-Trung tại châu Á càng gia tăng sau đại dịch. Ít có sự kiện nào trong thế kỷ qua lại nhấn mạnh sự cần thiết của lãnh đạo toàn cầu và khu vực rõ ràng như lan rộng của virus Vũ Hán. Sự lây lan này đã vượt qua mọi rào cản quốc gia, văn hóa, tư tưởng của cá nhân. Nó cũng đã tấn công người giàu cũng như người nghèo, kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. Nó đã làm cho hầu như tất cả mọi người trên hành tinh đều cảm thấy dễ bị tổn thương. Thông thường trong hoàn cảnh như vậy, Hoa Kỳ sẽ tiến lên để lãnh đạo sử dụng sức mạnh tập hợp lực lượng độc nhất và sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự vô song của mình để huy động các nguồn lực thúc đẩy các nỗ lực quốc tế đi theo một hướng. Điều đó đã xảy ra sau thảm họa sóng thần Đông Nam Á, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự bùng phát của Ebola ở Đông Phi. Hoa Kỳ thường xem đây là một trò chơi có tổng dương, ai cũng được lợi để vượt qua những thử thách toàn cầu này cũng cùng với Trung Quốc. Điều này giờ không còn nữa. Giờ đây, nhiều nhà hoạch định chính sách của Mỹ coi sự phối hợp với Trung Quốc nhằm phản ứng virus Vũ Hán là một nỗ lực làm hại mình trong một cuộc cạnh tranh có tổng bằng không, bên được bên mất. Nhằm lãnh đạo toàn cầu, những nỗ lực như vậy theo quan điểm của họ mang lại sự chính danh của một ban lãnh đạo Trung Quốc không xứng đáng với điều đó. Các quan chức hàng đầu của Trung Cộng cũng không kém các đối tác của Hoa Kỳ của mình về tầm nhìn thiển cận. Truyền bá các thuyết âm mưu bên lề về virus có nguồn gốc bên ngoài Trung Quốc và cho rằng phản ứng của Bắc Kinh đối với sự bùng phát virus cho thấy sự vượt trội của hệ thống quản trị nước này. Những nỗ lực như vậy càng cho người ta thấy sự bất an và điểm yếu của Trung Cộng hơn là điểm mạnh. Chúng đóng vai trò như một lời nhắc nhở về phản ứng ban đầu yếu kém của Trung Cộng khiến cho virus bùng phát ở Vũ Hán. Nhận ra rủi ro về uy tín này, các nhà tuyên truyền của Trung Quốc đang cố gắng viết lại dòng thời điểm của virus Vũ Hán nhằm đưa các nhà lãnh đạo của họ vào một vị thế tích cực hơn. Hậu quả là hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới bị sa lầy vào trong cuộc chiến ngôn, diễn ngôn về nguyên nhân gây ra đại dịch và đổ lỗi cho nhau đã gây ra sự tàn phá của toàn cầu. Những lập luận này có khả năng dẫn đến những hậu quả hai bên cùng thua cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đại dịch càng lan rộng và tàn phá các nền kinh tế thì cả hai nước càng bị thiệt hại nhiều hơn. Vòng xoáy xuống đáy này chưa cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt. Các quan chức hàng đầu của Mỹ tin rằng họ có nghĩa vụ đạo đức phải làm nổi bật mối liên hệ giữa phản ứng ban đầu sơ suất của Trung Cộng tại Vũ Hán với sự lây lan của virus trên toàn cầu.
Virus Vũ Hán càng tàn phá toàn cầu bao nhiêu, các quan chức này càng củng cố niềm tin rằng họ phải cho thấy hệ thống quản trị chuyên chế của Trung Cộng phải bị thách thức bấy nhiêu. Những niềm tin đạo đức như vậy có thể hòa lẫn với một động cơ chính trị trong nước. Hoa Kỳ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 11 này, bị tước mất một phần thành tích kinh tế mạnh mẽ, đối mặt với tình trạng thất nghiệp gia tăng và không còn có thể xử lý vũng lầy. Ở Washington, sau 4 năm cầm quyền, Tổng thống Donald Trump có thể phải đối mặt với áp lực phải chuyển hướng sự bực dọc của Mỹ vào virus Trung Quốc. Những nỗ lực như vậy trở nên rõ ràng khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo khăng khăng nhưng không thành đòi các ngoại trưởng nhóm G7 gọi virus Vũ Hán là virus COVID-19 là virus Vũ Hán trong một thông báo chính thức và trong một chỉ thị cho các nhà ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ sở tại phải chỉ trích phản ứng của Trung Cộng đối với sự bùng phát virus. Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, chiến lược ngoại giao của Mỹ ở châu Á trong năm tới có thể bị hao tổn sinh lực bởi những nỗ lực nhằm đổ lỗi cho Bắc Kinh, Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung. Cũng sẽ có những nỗ lực tiếp tục nhằm thúc đẩy những sáng kiến như mạng lưới điểm xanh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một cách tiếp cận đa phương mới để nâng cao chất lượng, tính minh bạch và sự bền vững của các dự án cơ sở hạ tầng. Mỹ cũng sẽ làm mọi cách để tăng cường nhóm tứ giác Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và củng cố tư thế quân sự của mình tại châu Á. Các quan chức hàng đầu của Mỹ như Ngoại trưởng Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper có thể sẽ tiếp tục thường xuyên công du khu vực. Nhưng những sáng kiến này có thể bị lu mờ bởi chính quyền Trung khi họ tập trung tìm cách cáo buộc lãnh đạo Trung Quốc chịu trách nhiệm về phản ứng ban đầu đối với việc virus Vũ Hán bùng phát. Trọng tâm như vậy sẽ khiến cho Hoa Kỳ lạc nhịp và hầu hết như các quốc gia khác trong khu vực, mặc dù nhiều đối tác sẽ đồng cảm với những chỉ trích về hành vi của Trung Quốc. Nhưng ít ai sẽ coi việc tham gia một cuộc chiến công luận, công khai và phù hợp với lợi ích quốc gia của mình, đặc biệt là sau khi nền kinh tế của Trung Quốc hồi phục trước nền kinh tế của Hoa Kỳ và châu Âu. Sức ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ trở nên quá lớn, khiến cho các nước láng giềng không thể bỏ qua. Điều này sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng trên toàn khu vực vì các vấn đề tưởng như nhỏ nhặt như tên gọi của đại dịch và các quyết định của các dự án, sáng kiến vành đai con đường, các tiêu chuẩn kỹ thuật cho mạng 5G hoặc việc bỏ phiếu cho ứng cử viên lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc sẽ trở thành thước đo cho sự ủng hộ của các nước dành cho Washington hay Bắc Kinh. Mặc dù các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể sẽ khiến tiếp tục tuyên bố rằng họ không buộc các nước khác phải chọn phe, không gian cho các quốc gia được duy trì sự tập trung sẽ thu hẹp qua từng quyết định. Vẫn chưa rõ là Washington có kiên trì vô thời hạn trong việc tăng cường cạnh tranh với Bắc Kinh hay không. Các chính quyền tương lai có thể ưu tiên phát triển một chiến lược châu Á để ứng phó với Trung Quốc thay vì chỉ tập trung vào một cuộc đối đầu song phương với Bắc Kinh. Cũng chưa chắc chắn liệu Trung Quốc có duy trì một vị thế đối ngoại khiêu khích như vậy vô thời hạn hay không. Nhưng hiện tại, thực tế là như vậy, tất cả các nước cần chuẩn bị sẵn sàng bởi tình hình có thể xấu đi trước khi được cải thiện. Mỹ chặn xuất khẩu các công nghệ có thể dùng cho quân sự sang Trung Quốc. Mỹ đang thắt chặt các quy định xuất khẩu nhằm ngăn chặn Trung Quốc sở hữu được những công nghệ được chuyển giao trên danh nghĩa thương mại, nhưng sau đó được chuyển lại cho mục đích quân sự. Ba biện pháp đã được các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ thông qua trong một cuộc họp vào hôm thứ Tư, nhưng các thủ tục liên quan hiện vẫn chưa được hoàn tất. Các biện pháp này sẽ đưa ra những rào cản để ngăn chặn các công ty Trung Quốc mua một số vật liệu quang học, thiết bị radar, các chất bán dẫn từ Hoa Kỳ. Các động thái được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa Mỹ-Trung đang có những trục trặc khi cả hai bên đều trục xuất các nhà báo của đối phương. Đáng chú ý hơn nữa là Trung Quốc hiện là một khách hàng tiềm năng của ngành công nghệ Mỹ. Những biện pháp này được đưa ra cũng là một dấu hiệu cho thấy sự quan ngại của chính phủ Mỹ đang tăng dần đối với việc hợp nhất quân đội, nhân sự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm mục đích xây dựng sức mạnh quân đội của nước này và phát triển công nghệ siêu tích điện. Các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ nói rằng đã đến lúc phải thắt chặt lại các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc bằng việc điều tra xem những lô hàng xuất khẩu của nước này sẽ được sử dụng cho các ứng dụng dân sự hay cho các mục đích quân sự.
Người Trung Quốc nói với chúng tôi rằng bất cứ thứ gì mà Mỹ bán cho chúng tôi với mục đích thương mại sau đó sẽ được chuyển giao cho quân đội Trung Quốc, thì liệu Mỹ sẽ có những quy định riêng trong việc kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc hay không? Tim Morrison, một cựu quan chức tại Nhà Trắng, một trong những người tham gia việc vạch định những thay đổi mới kể từ năm ngoái, đã chia sẻ, chính quyền của Donald Trump đang tỏ ra quan ngại trước động thái hợp nhất quân dân sự của Trung Cộng. Các doanh nghiệp trong ngành công nghệ của Mỹ đang rất quan tâm đến vấn đề này, vì nếu được thông qua thì các quy định mới sẽ gây cản trở cho họ và sẽ khiến cho các khách hàng sộp từ thị trường Trung Quốc rơi vào tay các đối thủ nước ngoài. Rich MC Clafferty, một luật sư kinh tế tại Washington, chia sẻ việc thông qua các quy định này gây ra những hiệu ứng tiêu cực. Các công ty công nghệ sẽ rất lo lắng khi hợp tác, đối tác với phía Trung Quốc và sẽ gây ra khó khăn hơn trong việc phát hành các giấy phép hợp pháp cho việc xuất khẩu. Nhà Trắng và Bộ Thương mại Mỹ hiện vẫn chưa có phản hồi về vấn đề này. Chúng tôi hiện đang kêu gọi Mỹ chấm dứt hành vi vu khống có chủ đích và xem xét các chính sách của Trung Quốc một cách khách quan hơn, và họ cần những hành động nhằm giúp quan hệ của hai nước trở nên tốt đẹp hơn. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nhấn mạnh trong một cuộc họp ngắn hàng ngày vào hôm thứ Năm. Các vi mạch điện tử được sản xuất bởi một công ty, trong đó bao gồm tập đoàn Intel Corp, INTC.O và Xilin HLNX.O. Người phát ngôn của tập đoàn Xilin cho biết tập đoàn Xilin đã nắm bắt được các thông tin về đề xuất hạn chế xuất khẩu đối với Trung Quốc và đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chúng tôi sẽ tuân thủ mọi quy tắc và quy định mới của Bộ Thương mại Hoa Kỳ nếu chúng được ban hành. Tuy nhiên, tập đoàn Intel từ chối bình luận về các vấn đề này. Đầu Jack Corson, một luật sư chuyên về thương mại khác của Washington, nói rằng một số khách hàng của ông, chủ yếu là các công ty công nghệ, lo ngại về việc loại bỏ miễn trừ dân sự. Đây có thể là một vấn đề quan trọng đối với một số lượng lớn công ty. Các lo lắng đến từ các việc liệu những thay đổi mới này sẽ khiến giấy tờ hợp pháp bị từ chối hay không. Tuy nhiên, đây thực sự là một trở ngại to lớn dành cho các công ty Mỹ khi thực hiện giao dịch thương mại với các khách hàng của Trung Quốc. Một thay đổi khác được đưa ra nhằm ngăn quân đội của Trung Quốc được một số mặt hàng mà không cần giấy phép, ngay cả khi họ mua chúng cho mục đích dân sự. Chẳng hạn như thiết bị khoa học như máy hiện sóng kỹ thuật số, động cơ máy bay và một số loại máy tính công nghệ cao. Nếu được thực thi, biện pháp này có thể ngăn chặn một số lô hàng nhất định cho các nhà nhập khẩu quân sự Trung Quốc như Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, ngay cả khi họ nói rằng vật phẩm này sẽ được sử dụng trong bệnh viện. Sự thay đổi cuối cùng sẽ buộc các công ty vận tải nước ngoài khi vận chuyển một số hàng hóa của Mỹ sang Trung Quốc phải nhận được sự chấp thuận không chỉ từ chính phủ của họ mà còn từ chính phủ của Mỹ. Trong cùng một cuộc họp vào tuần trước, các quan chức cao cấp trong chính quyền của Donald Trump đã đồng ý các biện pháp mới nhằm hạn chế việc cung cấp chip toàn cầu cho tập đoàn công nghệ Trung Hoa, Huawei. Corona, người Việt đối mặt với tháng tư đen kép. Tháng 4 đối với người Việt hải ngoại vẫn là một dịp kỷ niệm buồn trong 45 năm qua. Với hàng triệu người, đó là ngày mất nước, nước mất nhà tan. Nhưng năm nay với người Việt ở Hoa Kỳ, châu Âu, Úc và nhiều nơi khác còn đối mặt với một tháng 4 đen kép về dịch bệnh. Hoa Kỳ là nơi đông đảo người Việt tị nạn nhất và cũng là nơi có số người nhiễm virus corona mới lớn nhất thế giới. Cho đến hết tháng 3, số ca nhiễm ở Hoa Kỳ đã vượt qua 185.000, trong đó có 3.800 người tử vong, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC bang California, nơi có thủ phủ Little Saigon của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, cũng lại nằm ngay ở bang đứng đầu về số lượng, số trường hợp nhiễm, với số thống kê tiến gần tới 7.000. Tuy nhiên, con số này còn thua xa số 76.000 ca ở New York và gần 19.000 ca ở New Jersey. Hai bang đứng đầu danh sách. Điều đáng lo ngại là số ca nhiễm ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ lên đến hàng triệu trong những tuần tới đây, và số người chết thậm chí có thể lên đến 100.000 người, theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, tiến sĩ Anthony Fauci. Nhưng ông Fauci cũng nói khó mà có thể đoán chắc được chính xác
Vì tất cả các dự đoán đều dựa trên những mô hình và người ta dựng lên từ nhiều dự đoán. Dịch bệnh hiện nay cũng đã khiến cho đám tang của một số trong những người hùng của tháng Tư Đen 45 năm về trước, Thiếu tướng Lê Minh Đảo, diễn ra chỉ với sự tham dự của những người trong gia đình. Một lần nữa, con virus gốc Cộng sản Trung Quốc đã gây ra sự hoang mang và đảo lộn hiếm có trong lịch sử. Nếu như Trung Quốc để sổng virus Vũ Hán vì thói quen kiểm duyệt và chấn áp, thì Hoa Kỳ và phương Tây nói chung lúc đầu đã dùng cách chặn dịch với những kẻ thù cũ, trong khi con corona mới nguy hiểm hơn nhiều. Trong trận chiến này, cũng giống như đã từng xảy ra ở Vũ Hán, một trong những vũ khí thiếu hụt chính là máy thở và phòng cấp cứu bên cạnh các bộ xét nghiệm. Dù đa số những người nhiễm corona không gặp vấn đề nghiêm trọng, trong nhiều trường hợp corona mới tấn công thẳng vào phổi, khiến cho nhiều bệnh nhân mất khả năng tự lấy dưỡng khí để duy trì sự sống. Việc thiếu máy thở đã khiến cho ngành y tế ở một số nơi phải ưu tiên máy cho những người có nhiều khả năng sống sót hơn. Số người cần được hỗ trợ y tế và số người tử vong lớn đã khiến cho Tổng thống Donald Trump và nhiều lãnh đạo phương Tây khác buộc phải đưa ra những biện pháp hạn chế tự do đi lại của người dân, dù họ cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Tại Florida, bang có số ca nhiễm lớn thứ 5 của Hoa Kỳ với 6.700 người, một mục sư đã bị bắt giữ vì tổ chức hai thánh lễ hôm 29 tháng 3 với sự tham gia của hàng trăm người. Cũng tại Florida, một phụ nữ mất chồng 39 tuổi vì corona nói rằng chồng bà không có bệnh nền nào khác và đã muốn được xét nghiệm ngay từ ban đầu. Nhưng chính vì không có bệnh nền, mới 39 tuổi và không đi đâu xa trong thời gian gần đây, nên không ai xét nghiệm cho ông. Dù vậy, 4 ngày sau ông đã được xét nghiệm lại tại một trạm mà người ta có thể lấy mẫu khi lái xe qua. Kết quả dương tính và các bác sĩ khuyên ông ở nhà và chỉ tới bệnh viện khi khó thở. 9 ngày sau khi có triệu chứng đầu tiên, nhịp tim của ông Corin Buchanan xuống thấp và rất khó thở, gia đình đưa ông tới bệnh viện và người ta đã gắn máy trợ thở cho ông, điều mà người vợ nói bà không được tham vấn, và bà cũng tin rằng ông Buchanan đã không bao giờ đồng ý nếu ông đủ tỉnh táo. Đêm đó ông bị tắc động mạch phổi và đã đi 4 ngày sau đó. Bà Buchanan giờ đang muốn điều tra những quyết định của bác sĩ đối với chồng của bà vì nghi rằng họ không thực sự hiểu về những gì họ làm. Một trong những điều gây lo ngại hiện nay ở Hoa Kỳ và cũng như 180 nước đã có bệnh dịch virus Vũ Hán mới có thể tồn tại trên bề mặt sắt và nhựa với tới vài chục tiếng đồng hồ. Có những nhóm trên Facebook chia sẻ đường dẫn tới lời khuyên của một bác sĩ ở Michigan rằng thậm chí cần phải tẩy trùng các đồ ăn mua từ siêu thị. Hiện tại, cách chống dịch và công nghệ chống dịch của mỗi nước, mỗi khác, như Hàn Quốc được ca ngợi có công nghệ xét nghiệm hàng đầu, và quan chức nước này nói hơn 120 nước đã đề nghị Seoul trợ giúp. Chỉ riêng chuyện có cần đeo khẩu trang hay không thì châu Á cũng đã đi đầu. Giờ số người ở phương Tây đeo khẩu trang dần nhiều lên. Lời khuyên của Hoa Kỳ và châu Âu chỉ là những người đã nhiễm virus Vũ Hán mới phải đeo khẩu trang. Nhưng nhiều người nhiễm virus mới lại không hề có triệu chứng gì và có thể lây lan cả khi có triệu chứng. Bởi vậy, thật khó biết ai nên đeo khẩu trang, ai không, và có lẽ vì vậy mà nhà nhà ở châu Á đeo khẩu trang. Trong những ngày vừa qua, ở một nhóm Facebook của người Việt ở Tacoma cũng chia sẻ hình ảnh một cụ già 90 tuổi may khẩu trang để đem tặng cho những ai cần. Còn nhóm người Việt ở Massachusetts đăng lại tin một cặp vợ chồng gốc Việt tặng cả kho thiết bị y tế cho bệnh viện địa phương. Tháng 4 này sẽ còn nhiều tin xấu, nhưng những tin tốt lành này sẽ làm cho người ta có chỗ bấu víu trong lúc khó khăn. Làm sao cứu đói bà con nghèo trong thời gian cách ly? Tin ngừng phát hành vé số trong 2 tuần cách ly toàn quốc làm sững sờ đến rơi nước mắt của nhiều bà con. Đây là cách kiếm sống duy nhất của hàng trăm ngàn người nghèo khổ, tàn tật, không nhà không cửa. Phía nhà cầm quyền như mọi lần trước chỉ biết ra lệnh chứ không đếm xỉa gì đến hình ảnh của các lệnh đó lên những người nghèo ở đáy xã hội khi bị chỉ trích. Chính có lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng, nhưng ông bí thư lại chơi chữ mơ hồ. Thành phố có dự trữ thực phẩm chứ không trả lời có cấp phát cho dân nghèo hay không.
Còn ông chủ tịch thành phố đã bành sang Sở Lao động Thương binh Xã hội là hết. Lãnh đạo một vài tỉnh thành khác cũng diễn vài cảnh tương tự như vậy. Một vài người dân với tấm lòng vàng đã lập tức xông ra phát cơm cứu đói bà con ngay trong ngày đầu tiên có lệnh cách ly, nhưng những nỗ lực quý giá đó chỉ như muối bỏ bể. Để cứu đói hàng trăm ngàn người trên đường, hàng triệu người vốn đã đói khổ quanh năm sống sót qua thời gian cách ly 2 tuần, chắc chắn phải dùng đến các phương tiện nhà nước, các kho lương thực quốc gia. Do đó, câu hỏi khó nhưng phải đặt ra là chúng ta có thể làm gì đủ để buộc chính quyền phải thực sự mở các kho lương thực cứu đói cho dân nghèo. Sau đây là một số giải pháp đề nghị. Giải pháp này bao gồm nỗ lực cùng ở hai môi trường, trên mạng và ở dưới đường. Tất cả những anh chị em dân chủ, các nhà hoạt động xã hội và những ai đang đau xót trước tình cảnh của những bà con cùng khổ. Chúng ta vận động dân cư mạng đồng loạt lên tiếng bằng nhiều cách diễn đạt, nhưng với cùng một ý kêu gọi. Nhà nước có trách nhiệm phải sử dụng và các phương tiện đang có trong tay để cứu đói bà con cùng khổ trong thời gian cách ly trên cả nước. Tại sao hàng triệu tấn gạo được gửi tận Triều Tiên, Cuba, Venezuela để cứu dân các nước đó, trong khi đó người dân Việt Nam thì đang đói khổ không được cứu? Tại sao hàng ngàn tấn vật tư y tế được thu gom gấp rút trên cả nước để gửi sang cứu nạn COVID-19 tại tàu cộng, nhưng lại không phát khẩu trang và lương thực cho những người nạn nhân đang đối diện với virus Vũ Hán trên đường phố tại Việt Nam? Trong mấy năm gần đây, khi hàng triệu dân cư mạng cùng lên tiếng, chúng ta đã từng đẩy được nhà nước phải hủy bỏ một số ý định, rút lại một số quyết định hay ngay cả xử lý lại một số vụ án. Tuy nhiên, lần này vì sự việc liên quan đến tính mạng của hàng trăm ngàn, hàng triệu con người và có để kết quả nhanh chóng, chúng ta hãy cần mở thêm nỗ lực và cùng lúc dưới đường phố. Không cần ồn ào, chúng ta âm thầm hướng dẫn và giúp các vật dụng đơn giản để chính những bà con làm những loại việc sau đây. Bước 1, bà con viết trên giấy các tông lớn, chính phủ hãy cứu đói cho chúng tôi, và cầm tấm bảng kéo nhau đến ngồi, nằm trước bất kỳ công sở nào của nhà nước. Nếu công an đến bắt đi giam giữ thì càng tốt trong thời gian dịch bệnh này, vì giam ở nơi nào họ cũng phải nuôi bà con ở nơi đó. Bước 2, nếu như công an chỉ chở đến nơi hẻo lánh rồi thả bà con, sẽ nâng cấp, viết lên giấy các tông lớn, tôi bị nhiễm virus Vũ Hán, hãy đem tôi đi cách ly. Một sự thật khá bất ngờ, các khu vực cách ly hiện nay là nơi được nuôi ăn và chăm sóc y tế kỹ nhất so với cảnh đói lạnh và xác suất bị nhiễm bệnh ngoài đường, thì các khu cách ly lại là nơi rất tốt cho bà con tránh trận bão dịch đang dâng lên. Bước 3, nếu vẫn chưa thành công, bà con có thể cố tình vi phạm giới nghiêm theo cảnh cáo của một số tỉnh thành. Những ai đó đi ngoài đường sau 10 giờ đêm sẽ bị bắt đưa về các trung tâm cách ly và không cần lý do. Bà con, chúng ta cần tận dụng lời hăm dọa, cố tình đi tìm công an ngoài đường, phố sau 10 giờ tối. Bước 4, nếu vẫn chưa thành công, cộng đồng mạng có thể chỉ cho bà con biết các trung tâm cách ly nằm ở đâu. Bà con cứ đến thẳng đó, đi vào và thông báo mình bị nhiễm virus Vũ Hán, cần được giữ lại cho đến hết thời gian cách ly của cả nước. Nếu nhà nước lo ngại bà con sẽ áp dụng 4 loại hành động trên làm toang các trung tâm cách ly, thì hãy mở các kho lương thực cung cấp thực phẩm cho dân nghèo ngay bây giờ. Thêm 6 bệnh nhân virus Vũ Hán mới, một ca liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Sáng ngày 3 tháng 4, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 6 bệnh nhân virus Vũ Hán mới, nâng tổng số bệnh nhân là 233 người. Trong đó 5 bệnh nhân từ nước ngoài về được cách ly ngay, 1 ca từ ổ dịch bệnh Bạch Mai. Theo đó, báo cáo của Bệnh viện Dịch tế Trung ương cho biết tới 6 giờ sáng hôm nay ngày 3 tháng 4 đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc dịch bệnh mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc virus Vũ Hán tại Việt Nam lên con số 233 người. 5 ca trong số này đều đi từ nước ngoài về và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Ca còn lại là nhân viên của công ty Trường Sinh ở Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin cụ thể 6 ca mắc mới như sau. Bệnh nhân số 228 là nam, 29 tuổi, địa chỉ ở tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241 tại tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Bệnh viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, tỉnh Ninh Bình.
Bệnh nhân số 229 là nữ 30 tuổi, địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về nhập cảnh ngày 20 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241 tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Bệnh vệ sinh dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân số 230 là nữ 28 tuổi, có địa chỉ ở Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Bệnh viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân số 231 là nữ 57 tuổi, địa chỉ xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, là nhân viên công ty Trường Sinh. Ngày 27 tháng 3, bệnh nhân cùng đoàn của Bệnh viện Bạch Mai đi công tác tại tỉnh Hà Nam. Sau khi nhận thông tin về ca dương tính tại Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam đã thực hiện cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Bệnh vệ sinh dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân số 232 là nam, 67 tuổi, địa chỉ ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay Su-290, nhập cảnh 27 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2. Bệnh nhân số 233 là nữ, 24 tuổi, có địa chỉ ở Diễn Châu, Nghệ An. Bệnh nhân này từ Thái Lan trở về trên chuyến bay Su-290, nhập cảnh ngày 27 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2. Tính đến sáng ngày 3 tháng 4, Bệnh viện Việt Nam đã ghi nhận 233 bệnh nhân và số ca đã khỏi là 81, tương đương trên 1/3 tổng số bệnh nhân. Hôm nay Bình Thuận sẽ công bố nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh. Theo tiến sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, 7 trong số 9 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Những bệnh nhân này dự kiến được công bố khỏi bệnh trong hôm nay, ngày 3 tháng 4. Tuy nhiên, trong số này có một số phụ nữ có con cũng mắc bệnh nhưng chưa được điều trị khỏi nên xin ở lại cùng với con cho đến khi con khỏi bệnh. Như vậy, theo dự kiến, sau khi được công bố khỏi bệnh, 6 bệnh nhân của bệnh Bình Thuận sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly để tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tới. Thế giới vượt 1 triệu ca nhiễm, gần 53.000 người tử vong và số người đang tăng dần vì virus Vũ Hán. Bệnh dịch, đại dịch virus Vũ Hán không có dấu hiệu thoái lui khi tiếp tục lây nhiễm và cướp đi mạng sống của hàng nghìn người trên toàn thế giới, đặc biệt tại châu Âu. Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers Info, tính đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 4, thế giới đã có tổng cộng 1.014.386 người mắc bệnh và 52.993 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đạt 212.018 người. Kể từ khi bùng phát ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc tháng 12 năm 2019 đến nay, virus Vũ Hán chủng mới lan ra 204 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, đứng đầu là Mỹ với 235.747 ca nhiễm, tiếp đến là Italia 115.242 ca, Tây Ban Nha là 112.065 ca, Đức 84.284 ca, Trung Quốc 81.589 ca, Pháp 59.105 ca, Iran 50.468 ca, Vương quốc Anh 33.718 ca. Châu Âu tiếp tục là nơi bị virus Vũ Hán tấn công dữ dội nhất với hơn 500.000 người được chẩn đoán mắc virus Vũ Hán và 34.571 ca tử vong trên toàn châu lục. Hai nước điều đứng nhất là Italia với 14.000 người tử vong và Tây Ban Nha vượt mốc 10.348 trường hợp. Pháp cũng chứng kiến số người mắc virus Vũ Hán tử vong tăng cao với tổng số lên đến 5.400 sau khi có thêm 1.300 bệnh nhân xấu số trong ngày 2 tháng 4.
Thụy Sĩ thông báo có hơn 18.200 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán và tử vong hơn 430 người. Hà Lan cũng cùng xu hướng với số nhiễm bệnh tăng với 8% lên 14.600 người và số người thiệt mạng là 1.300. Bỉ ghi nhận thêm 183 bệnh nhân virus Vũ Hán tử vong, nâng tổng số 1.011 trường hợp với 1.384 ca mới. Danh sách nhiễm bệnh đã lên đến 15.348 người với gần 5.500 trường hợp phải nhập viện. Như vậy, tính đến cuối ngày 2 tháng 4, Bỉ đứng thứ 6 tại châu Âu về số người tử vong sau Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hà Lan. Theo giới quan sát, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều vì hiện nay nhiều nước mới chỉ xét nghiệm cho các ca cần nhập viện. Mỹ vẫn là quốc gia có số lượng ca nhiều nhất thế giới. Danh sách người nhiễm virus Vũ Hán ở nước này tăng lên 25.500 chỉ trong vòng 24 giờ qua, nâng danh sách tổng số 240.500, trong khi số ca tử vong vượt 5.810 người, tăng 708 người trong vòng ngày 2 tháng 4. Ở tâm dịch New York, thống đốc Andrew Cuomo thừa nhận với tốc độ sử dụng máy thở cho bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán nhiều như hiện nay thì bang này chỉ còn đủ máy dùng cho người bệnh thêm 6 ngày nữa. Ông nêu cụ thể hiện tại New York chỉ có 2.200 máy thở dự trữ và mỗi ngày phải dùng máy thở cho khoảng 350 bệnh nhân mới. Trong đó Mỹ đang phải đối mặt với các thiết bị với thiệt hại kinh tế nặng nề khi mà hàng loạt doanh nghiệp phải ngừng hoạt động vì đại dịch. Thông báo của Bộ Lao động nước này ngày 2 tháng 4 cho biết có thêm 6,65 triệu lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc 28 tháng 4, mức cao nhất trong lịch sử. Ở điểm nóng dịch bệnh Iran, nước này ghi nhận 50.468 người mắc virus Vũ Hán và 3.160 người tử vong. Thông báo mới nhất, Chủ tịch Quốc hội Ali Rajani vừa mới trở thành quan chức cấp cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo Iran dương tính với virus corona chủng mới. Ông hiện đã được cách ly và điều trị. Tại Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ban bố lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng kể từ ngày hôm nay, ngày 3 tháng 4. Đây là biện pháp mới nhất của chính phủ quốc gia Đông Nam Á này trong nỗ lực cấm tụ tập đông người và yêu cầu người dân hãy ở trong nhà càng nhiều càng tốt để đẩy lùi dịch bệnh. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông và bấm vào nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.